ものとことは難しくなよ。このビデオ見たらすぐにわかるよ。xin chào các bạn. rất là xin lỗi vì hai tuần rồi mình mới quay lại clip. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ trở lại với một clip nói về hai vấn đề được các bạn học N2 và cả N3 rất là quan tâm. Đó là về cách dùng của mono và koto. Thì trong clip này bọn mình sẽ đưa ra phân biệt giữa ba trường hợp, đó là mono và koto, thứ hai là mono ka và koto ka, và thứ ba sẽ là mono da và koto da. Thì cụ thể như thế nào chúng ta sẽ đi vào từng phần một nhé. Ok. Hay. Chúng ta bước vào phần thứ nhất. Hay. Đầu tiên là mình sẽ nói về mono và koto. Thì trong lần này thì mình sẽ là người phụ trách về giải thích về mono, còn thầy Dũng sẽ phụ trách giải thích về koto. Hay. Thế thì cụ thể này, đầu tiên là thể thường cộng với mono. Thì đối với các bạn con gái ở bên Nhật ấy, thì thường có thể nói mono bằng mồng cuối câu, thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Câu này có nghĩa là bởi vì thế này. Diễn tả một lý do nhá. Thì câu số 1 mình sẽ đọc ngữ pháp, đọc ví dụ luôn này. Sensei no iu koto wa yoku wakaranai. Muzukashin da mono. Câu này sẽ dịch là gì đây thầy Dũng? Hộ em là dịch là em chẳng hiểu những gì thầy giáo nói cả. Khó quá mà. Ừ, khó quá mà bởi vì nó khó mà. Hay ví dụ số 2. Mou sukoshi ittara yaru koto ga ippai arun da mon. Kaeranakucha. Câu này dịch là ở lại chơi thì đã em. Không, em còn bao nhiêu việc phải làm đây này. Thôi em về đây, em phải về đây. Ok nhé mọi người nhé. Hãy câu số 3. Watashi wa tsuma desu mono de shūjin no koto no shinpai wo suru no wa atarimae de shou. Em là vợ mà, nên là việc lo lắng cho chồng là chuyện đương nhiên rồi. Hãy. Ok, thế là về xong về mono và mồng nhá. Hãy. Đây, về phần koto mình sẽ phụ trách. Trước tiên koto thì chúng ta phân ra làm hai loại. Thứ nhất là thể vê rự và vê nai cộng với koto. Nó bao hàm ý nghĩa là phải hay là không được, đưa ra một mệnh lệnh nào đó hay là thường viết trong các quy tắc. Ok. Chúng ta cùng đọc có một ví dụ nhá. Hai. Thứ nhất, report wa itsuka made ni tesutsu suru koto. Về báo cáo thì cần phải nộp cho đến ngày mùng 5. Câu thứ hai, kono ike de wa tsuri wo shinai koto. Ở cái vùng hồ này hay cái ao này thì không được gì đấy nhỉ? Không được câu cá. Câu cá. Ok. 3 ban. Yasumu toki wa kanarazu gakkō ni renraku suru koto. Hai. Khi nào mà muốn nghỉ thì nhất định là phải hay là cần phải liên lạc với bên nhà trường. Okay. Hay, còn nghĩa số 2 của koto sẽ là gì thầy Dũng nhỉ? Hay là gì nhỉ? Tính từ đôi na hay là danh từ hay là tính từ IVT được đúng không? Đây các bạn vẫn xem, các bạn xem này, danh từ thì đà này, tính từ đôi na thì vẫn là đà. Cộng với koto, tính từ điện y và vt cộng với koto. Hai. Nó bao hàm ý nghĩa, nó chứa đựng cái cảm xúc của chúng ta trong đó. Làm sao mà quá hay là biết bao một cái gì đó đúng không? Tiếng Anh tiếng Việt nó là như thế. Ichiban. Mà kawaiakachan da koto. Ôi dồi, đứa bé dễ thương quá. Câu thứ hai. Ara, steki na skato da koto. Doko de katta no? Hai. Ôi dồi, sao cái váy đẹp thế? Mua ở đâu đấy? Tiếp theo. Ê, kono ko mara 2 sai da no? Mà oki koto. Ôi dồi, thằng bé này mới 5 tuổi thôi à? Thế mà sao mà nó lớn thế à rồi? Nè. Ok. Hai, mọi hiểu phần này chưa? Chúng ta có cách chia như vậy nhá. Hai, tiếp số 2 là về monoka và kotoka. Thì vẫn như vừa nãy mình sẽ giải thích về monoka. Monoka này thì cũng một nghĩa thôi. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Làm gì mà có chuyện ấy á, hay là tôi tuyệt đối sẽ không thế này đâu. Và tất nhiên là con gái thì nó rộng bên trên, con gái bên người Nhật ấy, nó sẽ nói là monka, monka. Và mình hay nói trêu với các bạn học sinh của mình là gì nhỉ? Chúng ta gọi cái này monka. Nên làm gì có chuyện đấy. Câu số 1, Ichiban. Nếu mà cô giáo thì khó đọc thì cô cứ đọc là monka được. Bởi vì mình hay đọc là monka. Đây có ghi là monoka, cứ đọc monka. Kare wa jikan dori ni kuru mon ka. Aitsu wa itsumo chikoku. Chikoku nan da kara. Câu này có thể dịch một cách đơn giản như thế này. Hai. Thằng đấy mà có chuyện nó đến đúng theo giờ á. Thằng ấy lúc nào cũng đi muộn mà. Ok. Hai, hay là câu số 2 này. Ao mise ni do to kuru mon ka. Ở đây các bạn thấy từ IU đúng không? Thấy nó lạ không? IU chưa nghe bao giờ đúng không? IU là kiểu như thế. Hai. Một cái quán kiểu như thế. Hai. Hay là chúng ta thay mise are you hito? Hay là are you home? Hai. Are you mono? Chúng ta thay vào nhé.
Câu này có thể dịch là tao thèm vào đến cái quán đấy một lần nữa. Ok. Hãy 3 番. あの人とはもう一緒に仕事をするものか. Câu này cũng dịch cũng giống như trên nữa. Tao thèm vào làm việc với những cái thằng như thế. Được chưa nhỉ? Hãy. Rất là dễ monoka mang nghĩa phủ định như vậy nhé. Hãy về kotoka. Ok. Kotoka. Ở bên trên các bạn vừa nói vừa gặp cái từ koto đúng không? Koto đứng cuối câu bao gồm cảm xúc đúng không? Nhưng mà kotoka cả đây là nghi vấn nên là đứng trước nó lại có một nghi vấn từ. Nghi vấn từ là từ như là donna này, doredake này, hay là nan nen này, nan sai này đúng không? Ừ. Donna ní này, đấy là nghi vấn từ thì đứng cuối câu sẽ là chữ cả này. Nghi vấn. Vậy thì câu này cũng có ý nghĩa tương tự như vậy mà thôi đúng không? Không biết tới cỡ nào, không biết tới bao nhiêu. Câu thứ nhất. 早く起きろと子供に何度も注意したことか. Không biết là mình đóng vai một người mẹ đúng không? Không biết là mình đã nhắc thằng con phải dậy sớm biết bao nhiêu lần rồi. Ok. Ok. Câu 2. この日を何年待っていたことか. Ngày gì không biết đúng không? Trời ơi, cái ngày này tôi đã đợi không biết bao nhiêu năm rồi. Câu số 3. このニュースを直接本人に伝えてください. どんなに喜ぶことか. Mọi người ví dụ mà chúng ta có tin Đỗ N1, N2, N3 đúng không? Này cái tin này thì hãy nói trực tiếp với cái người đó đi. Hẳn là sẽ vui lắm đây. Tiếp theo. Hay, và cuối cùng đó là về Monoda và Kotoda. Thì ở phần này vì nó khá là dài nha, bây giờ mình vẫn sẽ là Tanto phần Monoda, còn thầy Dũng sẽ là mình vẫn sẽ phụ trách phần Monoda, còn thầy Dũng sẽ phụ trách phần Kotoda nhá. お願いします. Trong phần Monoda thì có 4 cách sử dụng của Monoda. Chúng ta nhìn vào trên này nhá. Hay, số 1 là tính từ đuôi na, tính từ đuôi y hay là veru, vena cộng với Monoda. Chúng ta dịch là gì nhỉ? Nó diễn tả một cái chân lý, một cái kiến thức thông thường nào đó. Có thể dịch là về bản chất là hay là thứ thế nào đó này. Hay, ví dụ 1番. 人の心はなかなかわからないものだ. Trái tim của con người đúng không? Là thứ mà chúng ta khó mà hiểu được. Hay, hay câu số 2 nhá. 人は外見だけではわからないものだ. Câu này chúng ta sẽ dịch là con người ấy là thứ mà khó có thể hiểu được chỉ bằng ngoại hình. Chúng ta có từ gai kên là ngoại hình nhé. Câu số 3. 赤ちゃんは泣くものだ. そんなに心配する必要はないよ. Câu này mình sẽ dịch là đây nhỉ? Là gì đây nhỉ? Bọn trẻ con thì về bản chất chúng nó vốn hay khóc rồi nên là cũng không cần phải lo lắng đến như vậy đâu. Né. Hay, thứ nhất là Monoda là nghĩa bản chất như vậy. Thì nghĩa số 2 của Monoda hay đi với những cái động từ như sau ạ. Veru, venai, Monoda hoặc là veru, mono, dewa, nai. Chúng ta sẽ dịch là nên hay là không nên làm hành động này. Hay, câu số 1. Hito to no deai wa taisetsu ni suru Monoda. Chúng ta nên hay là cần phải trân trọng gì nhỉ? Những cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau. Hay là câu số 2. 親は子供の面倒をちゃんと見るものだ. Bố mẹ thì cần phải chăm sóc con cái cẩn thận, trông nom con cái cẩn thận nhé. Hay, và chúng ta đi đến ví dụ số 3. 気軽に人にお金を貸すものではない. Chúng ta là mono ではない đúng không? Không nên gì đây nhỉ? Không nên cho người khác vay tiền một cách dễ dãi. Chúng ta có từ 気軽 là một cách đơn giản dễ dãi nhé. Hay, đó là về số 2 là mang ý nghĩa nên không nên của Monoda. Chúng ta sẽ bước sang hai nghĩa còn lại của Monoda, nó là cái gì chúng ta nhìn này. Hay. Nghĩa số 3 đó là veta cộng với Monoda. Cái này nhìn thấy veta mọi người. Cái này sẽ diễn tả một thói quen thường xuyên trong quá khứ, tức là ngày xưa chúng ta thường ngày nào thì bây giờ chúng ta kể lại như vậy với người khác. Từng ví dụ này. Câu số 1. Kodomo no koro wa natsu ni naru to kono kawa de oyoida Monoda. Rồi bây giờ kể lại đúng không? Đến cái con sông này kể lại. Hồi còn bé thì mình cứ mỗi lần mà đến mùa hè là mình hay bơi ở con sông này. Nhớ đúng không? Chất tận natsukashi nhé. Hay câu số 2. Mukashi wa genki deshita kara ganbatte takayama ni nobotta mono da. Bây giờ mình già rồi. Già mình kể. Ngày xưa đúng không? Vì là mình còn khỏe đấy nên là mình rất là hay gì nhỉ? Hay cố gắng mà leo những ngọn núi rất là cao. Takayama nhé. Hay, nghĩa cuối cùng của Monoda là thể thường của Monoda. Tuy nhiên, thể thường bình thường khi mà đứng cuối danh từ hay là tính từ đuôi na chúng ta có đà đúng không? Vậy mình sẽ gạch bỏ chữ đà đi và thêm chữ na vào đấy. Mà nghĩa cảm thán như nào bây giờ? Nhìn vào từng ví dụ này.
卒業してからもう10年か。 時間が過ぎるのは早いものだ。 Trời ơi, từ ngày tốt nghiệp đã qua 10 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Này, hay là câu số 2. Mấy năm các bạn đi Nhật về xong trở về Hà Nội đúng không? Sẽ thấy rằng Hà Nội wa mukashi to chigatte kirei ni natta mono da. Mình sẽ dịch là rồi Hà Nội gì nhỉ? Đã đẹp hơn rất nhiều so với ngày xưa rồi. Khác với ngày xưa, đẹp hơn rất nhiều rồi nhá. Hay, đó là về bốn cách sử dụng của mono da. Và bây giờ mình sẽ nhường lại cho thầy Dũ. Vâng, và bây giờ mình sẽ phụ trách phần koto da. Koto da thì có hai nghĩa sau đây. Thứ nhất, nghĩa thứ nhất nhé, cách kết hợp của nó là về dự và về nai cộng koto da. Ở đây nó bao gồm nghĩa là nên hay không nên, ok, ra lệnh một điều gì đó, ok, hay là mình muốn đưa ra một lời khuyên gì đó cho ai đó, đúng không? Thứ nhất nhá, ví dụ thứ nhất, futoritaku nakereba yoru osoku tabenai koto da. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Nếu không muốn béo lên thì đêm buổi tối không được ăn muộn, ok. Thứ hai, Nihongo ga umaku naritakereba benkyou suru koto da. Sore igai ni hohō wa arimasen. Câu này có nghĩa là nếu muốn tiếng Nhật giỏi thì phải học, đúng không? Ngoài cách đó ra thì không cách nào khác, ok. Câu số 3, hito ni shindai saretai no nara uso o tsukanai koto da. Câu này có nghĩa là gì? Nếu muốn được mọi người tin tưởng thì không nên nói dối. Ok. Tiếp theo, nghĩa thứ hai của câu này đó là tính từ đuôi na, tính từ đuôi i cộng koto ka. Có nghĩa là thật sự cảm ơn. Hay, câu thứ nhất, komatta toki tasukete kureru tomorachi ga iru. Arigatai koto da. Đúng không? Thật sự hay là thật đáng cảm ơn, đúng không? Khi mà có những người bạn giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn khó khăn. Komatta toki. Ok. Câu thứ hai, kazoku minna kenkō de kekkou na koto da. Kekkou ở đây có nghĩa là y, tuyệt vời, đúng không? Mọi người trong gia đình khỏe mạnh là điều tuyệt vời rồi. Ok. Câu số 3, ichimade mo owakakute urayamashii koto da. Cái từ urayamashii này mình đã dạy các bạn rồi đó. Khi mà nhìn thấy ai đó rất là giỏi, đúng không? Kiếm được rất là nhiều tiền hay là học rất giỏi thì mình rất là ngưỡng mộ, thì chúng ta dùng từ này. Cũng không phải là ghen tị, đúng không? Ghen tị trong sự ngưỡng mộ, đúng không? Thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Ôi chị lúc nào cũng trẻ thế này, thích quá, thật là thích biết bao. Thích thế, đúng không? Vâng, bây giờ thì mình sẽ cùng cô Thanh tổng hợp lại. Xong rồi. Như vậy hôm nay chúng ta đã cùng trải qua ba cái phân biệt. Thứ nhất là về mono và koto, các bạn còn nhớ không nhỉ? Mình sẽ tổng kết lại đây nhá. Thứ nhất, mono có một cái cách dùng thứ nhất đó là gì nhỉ? Là bởi vì diễn tả một lý do nào đó. Thế còn koto? Koto là gì nhỉ? Có hai ý nghĩa. Thứ nhất là phải hay là không được. Nó tuân theo một cái nguyên tắc nào đó, đúng không? Rồi nếu mà thể thường koto thì nó mang cái cảm xúc, đưa cảm xúc của mình vào trong đó. Làm sao, biết bao, đúng không? Hay là về số 2, đó là về monoka và kotoka. Thì trong phần monoka này chỉ có một cách dùng duy nhất của nó thôi. Đó là gì nhỉ? Tuyệt đối không. Làm sao mà có chuyện làm cái chuyện đó được cơ chứ. Nhá. Tương tự như thế, kotoka thì nó có một nghĩa thứ nhất, đó là nghi vấn từ cộng với kotoka, đúng không? Thì nó cũng giống như ở bên trên, nó mang cái cảm xúc vui biết nhường nào, đúng không? Ok. Và cuối cùng về monoda và kotoda thì lần này monoda lại nhiều hơn một chút, đúng không? Chúng ta có bốn, ở đây mình đã, có thể sau này sẽ có rất nhiều những cách dùng nữa, nhưng mà tạm thời trong cái N2 này cũng như trong bài ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về bốn cách dùng của monoda. Thứ nhất đó là gì nhỉ? Nó diễn tả một cái chân lý, một cái kiến thức thông thường nào đó, ví dụ như là con người thì khó lòng mà hiểu được, đúng không? Hay là cái số 2, mang ý nghĩa số 2 của từ monoda nó gần giống với kotoda vừa nãy, là mang ý nghĩa là nên hay là không nên thế nào đó. Hay, và số 3 là vê tạ monoda thì nó diễn tả một thói quen trong quá khứ, mình hay kể lại, đúng không? Và nghĩa số 4 của monoda là gì nhỉ? Thật là thế nào đó, thật là biết bao thế nào đó nhá. Ok. Hay. Vâng, kotoda thì có nghĩa như thế nào? Có hai nghĩa, đúng không? Thứ nhất là về này cộng với kotoda, đưa ra một lời khuyên nên hay là không nên. Về tính từ đuôi a, tính từ đuôi na này, hay là tính từ đuôi i cộng kotoda, có nghĩa là thật sự nó bao gồm cảm xúc bất ngờ. Hay. Mình mai một điều gì đó. Ok.
Hết bài ở đây rồi đấy thầy ạ. Bài rồi. Ừ. Thực ra cũng không quá khó mức như vậy đúng không mọi người? Nên là mọi người nếu mà các bạn nếu mà thấy còn chưa nhớ được thì nhớ xem đi xem lại một vài lần để cho thật chắc. Chúng ta sắp đến kỳ thi rồi. Mọi người cùng cố gắng nhá. Hay. Xin chào bye bye. Bye bye. Bye bye.